Xin chào quý vị và các bạn. Thanh đưa ra yêu cầu chỉ chi tiền khi thấy được đoạn băng, thì Phong lại mất tăm mất dạng. Thanh tự tin rằng không hề có đoạn băng đó, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, Thanh vẫn thuê người tìm cho bằng được kẻ tống tiền mình. Và rồi khi biết đó là Phong, lại thấy Phong vô cùng thân thiết với nhóm của Hằng. Thanh dùng chiêu nhổ cỏ tận gốc, thuê người lấy luôn mạng Phong. Chỉ cần nhân chứng duy nhất không còn, thì mọi bí mật sẽ ngủ yên dưới nấm mồ sâu. Khi đám sát thủ được cử đi, báo tin thắng trận, Thanh nở nụ cười viên mãn. Có điều, Phong phúc lớn mạng lớn, nợ hồng trần của anh chưa tận. Đi tới cửa Diêm Vương cũng bị đuổi lên. Anh được một người dân phát hiện kịp thời, cứu nguy trong gang tấc. Anh đủ thông minh để biết, chính Thanh là người đứng đằng sau mọi việc. Một kẻ không còn gì để mất như Phong, quyết một trận sống mái với Thanh, đây có phải là động lực để Phong đứng ra làm nhân chứng, tố cáo tội ác Thành gây ra? Và bản án nào đang chờ đợi kẻ lòng lang dạ sói là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Phong liên tục khủng bố, uy hiếp Thành, nhưng con cáo già đó không dễ nôn tiền. Giờ Phong chỉ biết tiếp cận mình với hy vọng tìm lại chiếc điện thoại trong đó chứa tấm vé đổi đời của anh. Có điều, khi tên giang hồ ấy tiếp xúc với cô gái cá tính cũng từng lầm lỡ, cả hai có rất nhiều điểm chung. Đều là những kẻ không gia đình, đều khao khát tình thân. Cả hai bất ngờ tìm trùng nhịp đập. Đã vậy, trong một lần, Phong bị kẻ thù truy sát. May nhờ có sự dũng cảm, thông minh của Hằng mới giúp anh bảo toàn được mạng sống. Nhìn thấy anh bị chém một nhát ở tay, cô còn lo lắng, sốt sắng chăm sóc cho anh. Đây là lần đầu tiên Phong biết được thế nào là tình người. Anh lặng lẽ nhìn Hằng, anh thấy thương cho cô gái tội nghiệp tốt bụng ấy đã phải oan ức suốt mấy năm qua. Cũng vì bản án không thuộc về mình mà Hằng đang phải chật vật đi lên từ đống đổ nát. Anh cũng không phục cô, dù bị vùi dưới đáy bùn nhơ, nhưng Hằng vẫn giữ được bản chất tốt đẹp của mình, vẫn lạc quan yêu đời. Cô chẳng khác nào đóa hướng dương kiên cường vươn mình đón ánh mặt trời. Trong phòng là những đấu tranh giằng xé. Nếu anh im lặng, chỉ cần tìm được đoạn băng, anh sẽ có số tiền lớn đủ để anh có cuộc sống sung túc suốt phần đời còn lại. Nhưng anh sẽ mất đi những người bạn tri kỷ anh vừa tìm được, mất đi gia đình thứ hai của mình và mất luôn cả tình yêu dành cho mình. Còn nói ra, anh sẽ giúp được Hằng minh oan, giúp lương tâm thanh thản, nhưng anh phải hoàn lương từ hai bàn tay trắng. Sau khi nâng lên đặt xuống, cuối cùng Phong đã đưa ra quyết định được cho là sáng suốt nhất cuộc đời. Anh nói cho mình nghe toàn bộ sự thật. Có điều chiếc điện thoại đó giờ mình cũng không biết nó đang lưu lạc ở đâu. Chỉ một lời khai của kẻ vào tù ra tội như Phong, làm sao khiến Thành ngoan ngoãn nhận tội? Còn về phía Thanh, những ngày qua không còn nhận được những cuộc gọi nặc danh, nhưng Thành vẫn cho người điều tra lai lịch của kẻ tống tiền mình. Khi biết đó là Phong, lại thấy Phong thân thiết với nhóm của Hằng, Thành sợ vãi linh hồn. Nhưng rồi, sau khi bình tâm suy nghĩ, Thành hiểu có lẽ mọi chuyện chưa bị bại lộ, vì nếu có nhân chứng, vật chứng, với tính cách của Hằng, cô sẽ không để yên cho Thanh. Chắc chắn, đoạn băng đó không tồn tại, giờ chỉ cần lấy mạng Phong. Một khi nhân chứng duy nhất không thể hé răng nửa lời, thì Thanh chỉ việc kê cao gối ngủ. Thanh tìm tới đám giang hồ, chuyên sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, yêu cầu lấy mạng Phong. Cuộc thương lượng thành công tốt đẹp, khi Phong được ra giá 2 tỷ, bọn chúng còn hứa sẽ xóa sạch mọi dấu vết khiến Phong ra đi, mà ma không biết quỷ không hay. Và rồi, nhân lúc Phong không đề phòng, bọn chúng bắt cóc Phong, mang tới nơi hoang vu hẻo lánh. Bọn chúng hành động dứt khoát, chẳng cho Phong trăn trối điều gì. Thứ anh nghe thấy trước khi bị hành hình là nghe chúng tiết lộ có người thuê chúng, rồi chúng đâm Phong nhát dao chí mạng. Chúng còn cẩn thận kiểm tra xem Phong đã chút hơi thở cuối cùng hay chưa. Mọi việc xong xuôi, chúng chụp lại hiện trường, gửi cho Thanh rồi rời đi. Chúng đinh ninh nơi rừng thiêng nước độc này, chẳng ai tìm được xác của Phong. Nhưng một kẻ vào sinh ra tử trên chốn giang hồ như Phong, trong thời khắc sinh tử, anh vẫn đủ tỉnh táo. Anh chỉ giả vờ chết đánh lạc hướng chúng. Sau khi cả bọn rời đi, Phong cố gắng lết tấm thân tàn của mình với hy vọng ai đó phát hiện. Và rồi, trước khi gục ngã vì mất máu, vì kiệt sức, nằm hôn mê 3 ngày 3 đêm, Phong tỉnh dậy, coi như anh vừa trải qua một kiếp nạn. Phong muốn tìm ra ai là kẻ muốn mạng anh.
Người đầu tiên anh nghĩ tới là tên Bảy Sẹo, kẻ hận anh thấu xương tủy. Nhưng sau khi Phong âm thầm điều tra thì biết được Bảy Sẹo đã bị bắt cách đây một tuần. Không phải Bảy Sẹo thì rốt cuộc là ai? Sau khi phân tích suy đoán loại trừ thì người khả nghi nhất chính là Thanh. Phong tự nhủ với bản thân, mày đúng là tên cặn bã, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Còn về phần Thanh, khi nhìn thấy những hình ảnh sắc nét mà đám sát thủ gửi về, anh tin chắc Phong đã bày mưu. Đã vậy bọn chúng còn chuồn êm chuồn đẹp. Giờ thì Thanh chẳng sợ ai ngáng đường, chẳng sợ ai uy hiếp. Cho dù Hằng có biết được sự thật, nhưng không bằng không cớ, án đã thụ xong, chẳng ai làm gì được hắn. Đã vậy, Thanh và Mỹ đang song kiếm hợp bích, lên kế hoạch lật đổ chung, giành vị trí cao nhất ở tập đoàn. Một khi có quyền có thế trong tay, Thanh tự tin sẽ làm chủ mọi cuộc chơi. Thanh vỗ ngực tự cho mình là thông minh, tài giỏi, nhưng hắn không ngờ được rằng Phong vẫn âm thầm theo dõi mọi hành tung của hắn. Nhưng còn một cái tên nữa mà Thanh không ngờ tới, đó là Trung. Khi Phong và Minh nói chuyện với nhau, Trung đã tận tai nghe Phong thú nhận chính Thanh mới là người lái xe gây ra cái chết thương tâm cho Nhi, rồi khốn nạn đổ tội lên đầu Hằng. Nhưng Trung vẫn không tin, vì anh cho rằng Minh và Phong là bạn chí cốt của Hằng. Họ chỉ đang diễn kịch để đánh lạc hướng anh, để anh buông tha cho Hằng. Nếu không, với cá tính của Hằng, cô sẽ không khoanh tay chịu hàm oan. Nhưng đây là việc đại sự, với Phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trung vẫn tiếp tục hành hạ Hằng, không quên điều tra Thanh, cũng như lật lại vụ án 3 năm về trước. Sự mất tích của Phong càng khiến Trung tin Hằng vô tội, càng khiến Trung sớm nhận ra bộ mặt thật của kẻ sát nhân. Với tiềm lực địa vị của mình, dù cho Thanh không chịu sự trừng phạt của pháp luật, thì Trung sẽ có cách đòi lại công bằng cho người như anh yêu thương theo cách riêng của mình. Trận chiến trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi không chỉ dừng lại giữa Hằng và Thanh, mà còn cả Trung. Khi Trung vén được bức màn, cứ nhìn Trung dành cho Hằng nhiều thứ món quà đặc biệt là đủ hiểu. Dù cô đã trả giá bằng 3 năm tù tội, dù cô tỏ ra ăn năn hối lỗi, đang tìm cách chuộc lại sai lầm của mình, dù cô là người có công không nhỏ, vực dậy tinh thần cho mẹ Trung, giúp bà trở nên lạc quan hơn, vui vẻ hơn, thế mà Trung vẫn thủ hạ vô tình, dồn cô vào bước đường cùng, thì Thanh sẽ nhận cái giá rất đắt trong tay Trung. Nhưng Thanh, một kẻ nham hiểm, bất chấp thủ đoạn, một khi thấy Trung đưa hắn vào tầm ngắm, hắn sẽ không ngồi yên chịu trận, hắn sẽ phản đòn với Trung ra sao? Hay hắn vẫn chiều cũ, lấy mạng những ai ngáng đường mình? Trận chiến một mất một còn này sẽ có diễn biến ra sao? Và kết quả có thuộc về phe chính nghĩa? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!